Bây giờ là bài 41 tương ứng với phần 1 bài 23 quyển 2. Đầu tiên là từ bên trong. Lǐ biān. Lǐ. Lǐ. Biān. Biān. Lǐ biān. Lǐ biān. Hãy nói từ có nghĩa trong. Lǐ. Lǐ. Trong nhà nguyên văn là nhà trong. Gia lǐ. Gia lǐ. Trong nhà có người không? Gia lǐ yǒu rén ma? Gia lǐ yǒu rén ma? Trong phòng học. Giáo sư lǐ. Giáo sư lǐ. Trong phòng. Phòng giàn lǐ. Phòng giàn lǐ. Trong xe. Chưa lǐ. Chưa lǐ. Bên trong trường học. Nguyên văn là trường học bên trong. Xuế xào lǐ biên. Xuế xào lǐ biên. Bên trong trường có bưu điện không? Xuế xào lǐ biên yǒu yǒu quý ma? Xuế xào lǐ biên yǒu yǒu quý ma? Hãy trả lời có. Yǒu. Bưu điện ở đâu? Yǒu quý zài nǎ? Yǒu quý zài nǎ? Bây giờ là từ phía tây. Xi biên. Xi. Xi. Biên. Biên. Xi biên. Xi biên. Trong đó từ xi đã học trong từ đồ đạc nhưng được đọc thành thanh nhẹ. Đông xỉ. Đông xỉ. Phía tây của thư viện, nguyên văn là thư viện phía tây. Thú sư quản xi biên. Thú sư quản xi biên. Ở phía tây của thư viện. Tại thú sư quản xi biên. Tại thú sư quản xi biên. Hãy hỏi lại, bên trong trường có bưu điện không? 学校里边有邮局吗? 学校里边有邮局吗? Có. 有. Bưu điện ở đâu? 邮局在哪儿? Yêu chí tại nở. Ở phía tây thư viện. Tại thú sư quản xi biên. Tại thú sư quản xi biên. Bây giờ là từ cách trong cách bao xa. Lý. Lý. Nhà chúng tôi cách trường học. 我们家离学校 我们家离学校 Thư viện cách trường 宿舍离学校 宿舍离学校 Cách nơi này, cách chỗ này 离这儿 Lý trò. Bây giờ là từ xa, âm Hán Việt là viễn. Yuan. Yuan. Rất xa. Hẳn yuan. Hẳn yuan. Nhà chúng tôi cách trường rất xa.
我们家离学校很远。我们家离学校很远。ký túc xá cách trường không xa. 宿舍离学校不远。宿舍离学校不远。cách chỗ này xa không? 离这儿远吗？离这儿远吗？Hãy hỏi lại, bên trong trường có bưu điện không? 学校里边有邮局吗？学校里边有邮局吗？ Có. 有. Bưu điện ở đâu? 邮局在哪儿? Ở phía tây thư viện.在图书馆西边，在图书馆西边。该住哪撒空？离这儿远吗？离这儿远吗 ？Bây giờ là từ gần, âm Hán Việt là cận. 近，近。Rất gần.很近，很近。khá gần, tương đối gần, gần hơn. 比较近，比较近。nhà chúng tôi gần hơn, nhà chúng tôi tương đối gần. 我们家比较近，我们家比较近。Nhà chúng tôi cách chỗ này rất gần. 我们家离这儿很近。我们家离这儿很近。không xa, rất gần. 不远, 很近。不远, 很近。Hãy hỏi lại, bên trong trường có bưu điện không? 学校里边有邮局吗？学校里边有邮局吗？ Có. 有. Bưu điện ở đâu? 邮局在哪儿？ Ở phía tây thư viện.在图书馆西边，在图书馆西边。该求奶撒轰，离这儿远吗？离这儿远吗？轰撒 rất gần， 不远，很近。不远，很近。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Lấy tiền, rút tiền. Chuyển tiền. Ở cửa 1 tầng 18. Trụ 18 lầu 1 mến. Dễ, khó.容易难 một chai một lọ 一瓶 bệnh viện 医院 mượn sách 借书 phim điện ảnh và phim truyền hình 电影和电视剧Lái xe đi cũng được, chỉ xe đạp, xe máy. Chí chưa chui dễ xính. Mình lấy tiền cho bạn.
我给你拿钱. Là một việc. 办一件事. Loại màu đậm hay là loại màu nhạt? Sơn yến sơ đờ hay sư chèn yến sơ đờ? Loại này có thể giảm 20%, loại này có thể chiết khấu 20%. Rơ trồng có ý tả ba rửa. Rơ trồng có ý tả ba rửa. Tuổi chó, tuổi cẩu. Sú cẩu. Tham dự dạ tiệc. Tham gia hoàn khuẩy. 8 giờ kém 10 đi đến phòng học. Trả 10 phân 8 điểm chuy giao sư. Sau đó xem chút TV. Ráng hồ khăn khán điện sư. 7 giờ 1 khắc đúng giờ xuất phát. 7点一刻准时出发. Chơi máy tính. 玩电脑. Công ty cử đến, công ty phái đến. 公司派来. Bên trong trường. 学校里边. Cách đây không xa, rất gần. Lý trợ bù yuán, hẳn xỉn. Ở phía tây thư viện. Giải thú sư quản xi biên.